chào mọi người đến với VN and Family. Hôm nay mình sẽ review sơ và test drive chiếc Lamborghini Aventador. Chiếc này đời 2018 và một vài bộ phận đã được độ lại, như là bộ mâm nè, bộ phục nhúng. Ống bô thì được thay bằng ống bô hoàn toàn titanium. Ống bô này nó sẽ làm cho tiếng nổ to, mà to một cách kinh khủng luôn. Và nó có thể nó phun ra lửa để mồi thuốc được luôn. Đuôi xe và vô lăng cũng được độ lại. Toàn bộ cái nắp máy và cái hốc lấy gió ở phía trên đó cũng được thay bằng carbon fiber. Chiếc Aventador này sau khi mà độ lại thì hiện tại nó có sức mạnh tương đương 800 horsepower. Thôi mình chỉ review sơ về cái chiếc Aventador này thôi, tại vì hôm nay cái video này là chạy thử và cảm nhận chiếc xe thôi. Giờ thì mời mọi người lên xe dạo một vòng với mình nha. Oh, no.